Mỹ Nam màn ảnh Thanh Sơn luôn thấy có lỗi với con gái, giữ mối quan hệ tốt đẹp với vợ cũ, may mắn và áp lực khi làm chồng Khả Ngân. Anh hối hận khi cưới tôi chứ gì? Không bao giờ hối hận. Vợ mối phim Việt, bản tin phim truyền hình và các ngôi sao phim giờ vàng. Thanh Sơn là Mỹ Nam màn ảnh được đông đảo khán giả yêu mến khi đóng nam chính trong nhiều bộ phim giờ vàng ăn khách của đài truyền hình Việt Nam. Không chỉ sở hữu ngoại hình vô cùng điển trai, lối diễn xuất của anh cũng được nhận xét là rất tự nhiên và duyên dáng, xứng danh thủ khoa trường sân khấu điện ảnh. Giống như nhiều nam thần màn ảnh khác như Hồng Đăng, Mạnh Trường, diễn viên Thanh Sơn cũng lấy vợ từ sớm khi anh mới chỉ 25 tuổi. Trước khi về chung một nhà, anh và bà xã đã có 3 năm tìm hiểu. Từ khi lập gia đình, Thanh Sơn chăm chỉ làm phim vì anh là trụ cột kinh tế của gia đình, muốn lo cho vợ và con gái có cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên cũng chính vì thế mà nam diễn viên không thể dành nhiều thời gian bên cạnh vợ con, dần xa mặt cách lòng. Việc phải xa nhà, xa con để lo cho công việc đã khiến cho Thanh Sơn luôn cảm thấy có lỗi. Nhiều lần anh đã khóc vì nhớ con, chỉ có thể gặp con gái qua màn hình điện thoại. Nam diễn viên cho biết khi ấy anh cảm nhận được sự xa cách trong tình cảm hai bố con và Thanh Sơn rất buồn vì điều đó. Thế nhưng công việc không thể bỏ vì anh là thu nhập chính của cả nhà. Thanh Sơn cũng chia sẻ trước đây khi chưa ly hôn, vợ cũ của anh không bao giờ xem phim chồng đóng nên cũng không có chuyện ghen tuông khi anh quay chung với các mỹ nhân khác. Trong cuộc hôn nhân này, Thanh Sơn có vẻ khá bất an bởi một phần do gánh nặng kinh tế, một phần do tính cách của anh còn thích phiêu lưu, bay nhảy. Nguyên nhân đổ vỡ của cuộc hôn nhân này không được Thanh Sơn chia sẻ, thế nhưng thời điểm hiện tại anh và vợ cũ vẫn đang giữ mối quan hệ tốt để cùng nhau chăm sóc con gái, để bé được lớn lên trong tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Là một trong những nam diễn viên điển trai lại diễn hay nên Thanh Sơn đóng cặp với ai cũng dính phải tin đồn phim giả tình thật. Trước đây trong bộ phim Đừng Bắt Em Phải Quên, một thời gian dư luận xôn xao việc anh và nữ diễn viên Quỳnh Cun đang hẹn hò vì những phân đoạn tình cảm họ diễn ngọt lịm như không diễn, trong khi Thanh Sơn đang có vợ con. Đây cũng là thời điểm Thanh Sơn lên tiếng xác nhận mình đã ly hôn, chính vì cả hai độc thân nên diễn có vẻ ngọt ngào hơn, chứ không có chuyện phim giả tình thật như tin đồn. Người được khán giả đẩy thuyền nhiệt tình nhất với Thanh Sơn có lẽ là Khả Ngân. Từ bộ phim 11 tháng 5 ngày, lối diễn xuất chân thật cùng độ chemistry của cặp đôi này khiến cho người hâm mộ muốn họ về chung một nhà luôn. Sau thành công của 11 tháng 5 ngày, Khả Ngân chưa quay trở lại Sài Gòn và đã đến nhà Thanh Sơn. Tấm hình nam diễn viên đăng tải trên mạng xã hội có Khả Ngân chụp cùng mẹ và bà anh khiến cho nhiều khán giả nhận định đây là một buổi ra mắt nhà trai của Khả Ngân. Nhiều idol trong V-Biz cũng đẩy thuyền, giúp cặp đôi nhanh chóng chốt đơn và về chung một nhà. Mới đây Thanh Sơn và Khả Ngân lại được tái hợp trong gia đình mình vui bất thình lình. Họ đã nâng cấp từ cặp đôi yêu nhau thành vợ chồng mới cưới. Chia sẻ về lần diễn cặp này, Thanh Sơn cho biết đây là cơ hội, sự may mắn nhưng cũng là thử thách đối với anh và Khả Ngân khi phải vượt qua được cái bóng của Hải Đăng và Tuệ Nhi trong 11 tháng 5 ngày. Trong gia đình mình vui bất thình lình, những phân đoạn tình cảm của Thanh Sơn và Khả Ngân đều rất tự nhiên. Họ như một cặp đôi ở ngoài đời, từng cử chỉ, ánh mắt đều rất ăn ý, tình bề bình. Hứa hẹn sẽ là bộ phim đưa tên tuổi của Thanh Sơn và Khả Ngân vụt sáng hơn nữa. Chúc cho họ sẽ ngày càng thành công và hạnh phúc. Cặp tiên đồng ngọc nữ này nếu về chung một nhà sẽ là đại hỷ của V-Biz, hài lòng người hâm mộ.